Chào buổi sáng, mời các bạn lắng nghe podcast Gia Lai hôm nay phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin thứ tư ngày 16 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. 80 cán bộ thuộc đối tượng 3 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Yapa biểu dương 39 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nợ động xây dựng cơ bản hơn 17,9 tỷ đồng tại huyện Chư Sê. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới. Công ty thủy điện An Khê Canát nộp ngân sách gần 49 tỷ đồng, bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại Đắk Bơ, mở cổng đăng ký giải leo núi chinh phục đỉnh Đá Trắng, gian nan cuộc chiến chống hàng giả hàng nhái. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3 khóa 109 năm 2024. Theo đó, lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 80 học viên là cán bộ giữ chức trưởng phó phòng của các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, doanh nghiệp của Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh, bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và các chức danh tương đương. Trong thời gian 12 ngày, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 10, các học viên được nghiên cứu học tập 24 chuyên đề, tập trung vào những nội dung mới về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kết quả và bài học kinh nghiệm v.v. Đồng thời, học viên sẽ viết thu hoạch, đánh giá kết quả cuối khóa. Sáng ngày 15 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yapa tổ chức hội nghị biểu dương người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Huyện Yapa hiện có 39 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm uy tín của mình trong tuyên truyền vận động người thân, cộng đồng dân cư thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước, quy ước thôn, làng, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người uy tín dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 10 người uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng 39 suất quà cho người uy tín trong toàn huyện. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2022-2023 tại huyện Chư Sê, thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát hiện nhiều hạn chế sai sót trong quá trình quản lý thực hiện các dự án tại địa phương. Theo đó, trong năm 2022 và 2023, huyện Chư Sê có 147 dự án thực hiện theo luật đầu tư công với tổng kinh phí trên 177,5 tỷ đồng. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chọn ngẫu nhiên 10 dự án công trình chưa được thanh tra, kiểm toán trong năm 2022-2023 để tiến hành thanh kiểm tra. Kết luận thanh tra cho thấy, việc triển khai các dự án đầu tư công giai đoạn 2022-2023 của huyện còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Đáng chú ý, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu còn để ra nhiều sai sót nghiêm trọng. Có xã thực hiện chỉ định thầu khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được phê duyệt hoặc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền. Công tác quyết toán vốn đầu tư công còn chậm. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê chưa bố trí vốn để xử lý nợ động với số tiền 17,9 tỷ đồng vi phạm luật đầu tư công. Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân, tổ chức liên quan để xảy ra sai phạm, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án và Ủy ban Nhân dân các xã sai phạm có trách nhiệm xuất toán, thu hồi 90,6 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê cân đối bố trí ngân sách huyện để giải quyết tình trạng nợ động xây dựng cơ bản, không đề xuất bố trí vốn cho dự án khởi công mới khi chưa giải quyết xong nợ động xây dựng cơ bản. Ngày 15 tháng 10, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Theo đó, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10, các đại biểu sẽ được hướng dẫn thực hiện hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
thực hiện nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn thực hiện phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, lập hồ sơ phê duyệt các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp huyện, v.v. Đây là một trong những hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công ty Thủy điện An Khê Canát vừa tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Tính đến giữa tháng 10 năm 2024, công ty Thủy điện An Khê Canát đã sản xuất được 333 triệu kW, nộp ngân sách nhà nước gần 49 tỷ đồng. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai, phấn đấu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đồng thời phát động phong trào 90 ngày đêm, tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2024. Cùng với đó tập trung công tác đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định năng suất các nhà máy, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hiện tốt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ được giao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự khu vực công ty quản lý, v.v. Sáng ngày 15 tháng 10, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện Đắc Bơ và xã Giang Bắc tổ chức lễ bàn giao nhà, nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở kiên cố. Theo đó, hội viên được trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội là ông Đinh Dông, làng Gio Cơ Tô Đắc Giang, xã Giang Bắc, huyện Đắc Bơ. Căn nhà được khởi công từ tháng 9 năm 2024 với diện tích 40m² gồm một phòng khách, một phòng ngủ, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng giá trị căn nhà trên 70 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Nghĩa tình Đồng đội tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do Hội Cựu Chiến binh huyện, Hội Cựu Chiến binh xã cùng gia đình đóng góp. Sáng ngày 15 tháng 10, lãnh đạo Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, huyện Mang Giang cho biết đã chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến giải leo núi chinh phục đỉnh Đá Trắng lần thứ 2 năm 2024. Theo đó, đối tượng có thể đăng ký tham gia giải là tất cả công dân có đủ sức khỏe trong và ngoài tỉnh. Giải có một cự ly 4 km với mức phí 300.000 đồng trên VIP. Khi đăng ký tham gia, mỗi vận động viên sẽ nhận số đeo, áo thi đấu, hỗ trợ thực phẩm, nước uống dọc đường và nhận huy chương hoàn thành. Các vận động viên đăng ký theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 5 tháng 11. Giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 11 tại phân khu dịch vụ hành chính và phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Con Ca Kinh. Đây là năm thứ 2 Vườn Quốc gia Con Ca Kinh tổ chức giải này. Ở lần đầu tiên diễn ra ngày 25 tháng 11 năm 2023, giải có sự tham gia của hơn 100 vận động viên. Dự kiến năm nay, giải thu hút khoảng hơn 300 vận động viên. Thông qua giải leo núi, ban tổ chức mong muốn góp quỹ trồng cây xanh, góp phần bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, góp phần quảng bá hình ảnh khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Đừng. Đánh vào tâm lý một bộ phận người tiêu dùng thích dùng hàng hiệu giá rẻ, nên các đối tượng đưa hàng giả, hàng nhái vào thị trường, nhất là các kênh mua bán trực tuyến. Hiện nay, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhái xuất hiện từ thành thị đến nông thôn, từ kênh bán hàng truyền thống đến nền tảng online với phương thức thủ đoạn ngày một tinh vi. Hàng giả, hàng nhái tập trung chủ yếu ở nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ, phụ tùng xe máy và các mặt hàng tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã triển khai cho 53 cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký bản cam kết trong đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm nhập quyền sở hữu trí tuệ. Việc triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát đã góp phần hạn chế các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu. Tuy nhiên, hành vi vi phạm này lại phát triển mạnh trên nền tảng thương mại điện tử với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều này đã gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và uy tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính. Trong 9 tháng năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện 64 vụ vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp và xử phạt tổng cộng 654 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát hiện 42 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, xử phạt tổng cộng 786 triệu đồng. Trong đó có nhiều vụ kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu trên môi trường Internet. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 17 tháng 10.